Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với nội dung phân tích Tây Du Ký của kênh Giải trí Tổng hợp. Kim Cô Bổng vì sao lại lợi hại như vậy? Bởi vì bên trong nó có phong ấn một con đại yêu. Khi đã đọc qua tác phẩm Tây Du Ký thì mọi người đều biết vật báu trong Đông Hải Long cung chính là Như Ý Kim Cô Bổng, cũng chính là Định Hải Thần Châm. Trong ấn tượng của mọi người thì khi vừa nhắc đến Kim Cô Bổng thì mọi người đều nghĩ tới Tôn Ngộ Không đã từng vào sức một mình quấy cho thiên đình đến gà bay chó chạy. Và trong chuyện nguyên tác cho thấy rằng Kim Cô Bổng là chính tay lão quân rèn ra trong lò bát quái, vốn chỉ là cây thước dùng để đưa cho đại vũ đo độ nông sâu của nước biển. Như vậy thì tại sao nó lại có uy lực lớn đến như thế? Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh Giải trí Tổng hợp cùng tìm hiểu về vấn đề này. Kim Cô Bổng cùng Tôn Đại Thánh đã tương hỗ là biểu tượng không thể tách rời. Kim Cô Bổng vô cùng thông linh, tựa hồ nó chỉ nhận một mình Tôn Ngộ Không là chủ nhân. Kim Cô Bổng nếu ở trong tay người khác thì liền căn bản không có tác dụng gì. Kim Cô Bổng có thể cảm giác được ý nghĩ của chủ nhân là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thậm chí nó còn có thể theo ý Tôn Ngộ Không mà thay đổi lớn nhỏ. Kim Cô Bổng đều có thể dài thẳng tới tiên đình, đem bầu trời chọc ra một cái lỗ thủng, lúc nhỏ có thể bé như tú hoa châm, dễ dàng cho Tôn Ngộ Không mang theo cất trong lỗ tai. Nói tóm lại, lúc bình thường ở trong tay Tôn Ngộ Không, Kim Cô Bổng cũng chỉ giống như một cây gậy sắt thông thường, nhưng khi sử dụng liền có sức mạnh tựa như Thái Sơn áp đỉnh, thiên quân vạn mã, đủ để xông phá thương khung. Trọng lượng của Kim Cô Bổng đủ để uy hiếp bất kỳ yêu quái nào, không một ai có đảm lượng chính diện chịu lấy một gậy của Tôn Ngộ Không. Nghe đến đây, khả năng có rất nhiều người đều đã cảm thấy rất hiếu kỳ, đó là điều gì đã khiến cho Kim Cô Bổng mạnh mẽ như vậy, lại còn có cả linh trí, lại là điều gì cuối cùng đã khiến Kim Cô Bổng phải nằm suốt dưới đáy Long cung. Kỳ thật Kim Cô Bổng cũng không phải là thần binh lợi khí bình thường, ở bên trong Kim Cô Bổng có phong ấn một con thượng cổ đại yêu, cũng chính là nhờ vào nó đã đem đến vô thượng uy danh cho thần khí này. Đồng thời đại yêu cũng có hung danh hiển hách thời kỳ thượng cổ, nó đã từng thống kích cả Ngọc Hoàng Đại Đế. Đồng thời nó càng là lấy uy danh đẩy lùi cả Như Lai Phật Tổ. Như vậy đại yêu nằm trong Kim Cô Bổng đến cùng là thần thánh phương nào, lại có được năng lực bá đạo như thế, lấy sức một mình liền có thể đẩy lùi được hai vị thánh nhân. Lại nói Tôn Ngộ Không ở chỗ của Bồ Đề Lão Tổ đắc đạo về sau, Tôn Ngộ Không liền một mực mong cầu có được một kiện binh khí vừa tay. Về sau hắn biết được là dưới Đông Hải có vô số bảo bối, liền nhanh chóng chạy tới. Bởi vì Long Vương lấy ra bảo bối không hợp ý, Ngộ Không liền náo loạn một trận. Lúc này Đông Hải Long Vương liền nói, ở chỗ của ta có một cái Định Hải Thần Châm, nó là bảo vật lúc đại vũ trị thủy, sau đó để lại một khối thần thiết. Chỉ là quanh năm suốt tháng, khối thần thiết này đã mất đi hình dạng nguyên bản, trở nên thường thường chẳng có gì lạ. Cũng bởi vậy Kim Cô Bổng một mực không ai để tâm. Kỳ thật khi đã hoàn thành công việc trị thủy về sau, đại vũ đã làm ra một sự tình càng thêm kinh thiên động địa. Đó là đại vũ từng hiệp trợ Thích Ca Mâu Ni cùng Khung Cao bắt được thủy thần Cộng Công. Việc này tại thần thoại cổ điển liền có ghi chép. Sớm tại thời kỳ viễn cổ, thủy thần Cộng Công liền cùng hỏa thần Trúc Dung trực tiếp thủy hỏa bất phân, song phương một lần đại chiến kịch liệt. Thủy thần phẩm tính vốn là ti tiện, đã sớm nhìn Trúc Dung không vừa mắt. Cộng Công quyết định cùng với hỏa thần sinh tử tương bác, phần cao thấp, nhưng tài nghệ không bằng người. Cộng Công cuối cùng đã bại dưới tay Trúc Dung. Thế nhưng là Cộng Công chiến bại về sau lại mang đến cho tam giới một trường hạo kiếp. Đó chính là sau khi chiến bại, Cộng Công không phục, một đầu đánh tới Thiên Trụ Bất Chu Sơn. Trong chốc lát thiên băng địa liệt, đại điện lâm vào một trường hạo kiếp mới. May mà lúc này Nữ Oa Bổ Thiên cứu vãn thế cục, không để đại địa trở thành một phiến đất hoang vu. Thế nhưng sau sự tình này, Cộng Công chẳng những không có thù liễm, ngược lại còn chạy tới Đông Hải làm ác, lại một lần làm cho tam giới đại loạn, dân chúng lầm than. Liên tiếp mấy lần quấy rối trật tự tam giới, Cộng Công tất nhiên đã khiến Thiên Đế tức giận. Dưới cơn thịnh nộ, Thiên Đế Thiếu Hạo triệu đại vũ đến, cũng đem nhiệm vụ chế phục thủy thần giao cho đại vũ, tùy hắn đi bắt được thủy thần. Thiếu Hạo cần nhắc đến đại vũ mặc dù trị thủy cứu vãn thiên hạ bách tính, nhưng là đại vũ dù sao cũng chỉ là phàm nhân, luận về tiền pháp đạo thuật khẳng định là không bằng thủy thần Cộng Công. Thế là lại phái hai người đi hiệp trợ hắn, một là Khung Cao, một là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni chính là Phật Tổ, mà Khung Cao thì là Thiên Đế kế vị Thiếu Hạo sau này. Theo lý mà nói, có được sự tương trợ như vậy thì đại vũ hoàn thành nhiệm vụ hắn phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nhiệm vụ lần này lại cũng không giống như bọn họ đã tưởng tượng. Trải qua một quá trình truy đuổi rất lâu thì đoàn người đại vũ cuối cùng đã tìm được thủy thần Cộng Công. Nhưng mà Cộng Công lại không phải mãng phu. Hắn không chỉ có tính cách âm hiểm, càng giống là một kẻ có dã tâm. Lần này làm hại Đông Hải, Cộng Công mang theo tâm phúc của mình, đó chính là thượng cổ cự yêu Vô Chi Kỳ. Hai người cùng nhau làm ác tại nhân gian. Phát hiện ra Cộng Công, Đại Vũ lúc đầu chuẩn bị trực tiếp xông lên chế phục Cộng Công, lại bị Vô Chi Kỳ chặn lại. Vô Chi Kỳ liều mình bảo vệ chủ nhân, nếu như không đánh bại nó liền không thể hoàn thành nhiệm vụ chế phục Cộng Công. Dưới tình huống này, Khung Cao lựa chọn cùng Vô Chi Kỳ chính diện giao phong. Thế nhưng nào có thể nghĩ tới, Vô Chi Kỳ sức mạnh bá đạo vô song, lấy thế thiên binh vạn mã, huy động côn bổng trong tay. Khung Cao không khỏi kinh hãi. Vô Chi Kỳ một gậy liền đem Khung Cao dọa đến sợ hãi, không còn dám quay lại chiến đấu. Mà lại bản thân Đại Vũ đối với loại yêu ma ác thần này thì càng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nhiều. Đại Vũ sử dụng Định Hải Thần Châm cùng Vô Chi Kỳ tiến hành giao tranh kịch liệt, đồng thời cuối cùng đã chiến thắng con quái vật này. Còn Định Hải Thần Châm trở thành lồng giam, đem Vô Chi Kỳ phong ấn vào trong đó. Về sau Đại Vũ liền hướng tới Đông Hải Chi Nhãn, thuận thế đem Định Hải Thần Châm cắm thẳng xuống hải nhãn, thuận tiện để chấn thủ luôn Đông Hải. Hạ được Vô Chi Kỳ, ba người hợp lực vây công lại Cộng Công. Cuối cùng Thủy Thần Cộng Công chống đỡ không nổi, đành phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Định Hải Thần Châm đã hoàn thành sứ mạng của nó, trở thành pháp bảo chấn thủ Đông Hải, đồng thời phong ấn Vô Chi Kỳ. Ở đây giao chiến về sau, Đại Vũ liền đem Định Hải Thần Châm lưu tại nơi đó, cũng nói cho Đông Hải Long Vương đời đời kiếp kiếp trông coi, đợi đến khi thời cơ chín muồi, sẽ có người đầy đủ năng lực cầm lấy Định Hải Thần Châm đi vào Đông Hải, đem Định Hải Thần Châm lấy đi. Quả nhiên vượt qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, Tôn Ngộ Không đắc đạo cũng trở lại Hoa Quả Sơn rồi đi tới Đông Hải. Như Ý Kim Cô Bổng cảm nhận được chủ nhân thực sự đã xuất hiện, liền phát ra hào quang bừng bừng. Bởi vì Vô Chi Kỳ bị giam giữ trong đó đã lâu, lực lượng của nó cùng Kim Cô Bổng dần dần hòa làm một thể. Kim Cô Bổng cũng trở nên càng thêm bá đạo. Nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn như cũ nhẹ nhõm đã chứng minh thực lực của mình. Kim Cô Bổng cũng chính thức nhận Hầu Ca làm chủ nhân. Từ đó về sau, Kim Cô Bổng liền cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau kinh lịch hết thảy mọi biến cố. Bất luận là Tôn Đại Thánh đại náo thiên cung, một côn bình định trăm ngàn thiên binh, hay là bảo hộ đường tăng Tây Thiền lấy kinh hàng yêu trừ ma, thì Kim Cô Bổng đều là trợ thủ đắc lực không thể thiếu. Có thể nói Kim Cô Bổng ở trong tay Tôn Ngộ Không đem đến tác dụng không thua gì năm đó, khi Đại Vũ đánh bại Thủy Thần Cộng Công, cứu vãn tam giới trong biển khổ. Dù cho về sau Tôn Ngộ Không có thể tu thành chính quả, thì cũng ít khi dùng đến Kim Cô Bổng, nhưng thần binh này vẫn y nguyên, chính là biểu tượng của Tôn Ngộ Không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Tây Du Ký được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này, hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Hậu Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm kiếm hiệp của những nhà văn rất nổi tiếng như là Kim Dung, Đan Thanh, Cổ Long, Bảo Vĩnh Thành, Ôn Thụy An hay Ngọa Long Sinh, thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã từng được đăng tải lên trước đó và tiếp tục chờ đợi những video hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè người thân nếu như cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.